Mặc dù chưa phải là giàu có, nhưng khi chính quyền địa phương phát động phong trào xây dựng nông thôn mới, gia đình bà Hermer đã không ngần ngại hiến hơn 150 m2 đất để làm đường giao thông. Theo giá thị trường, mảnh đất này trị giá khoảng 1 tỷ đồng, thế nhưng với bà Hermer thì đó là việc nên làm. Hiến đất để làm đường là vì khi làm cho đường xá được thoáng hơn, lưu thông đi lại là được tốt hơn. Cho nên bà con ở đây mặc dù là đất đắt nhưng mà nói chung là hộ nào, tức là toàn dân buôn mình là ai cũng cống hiến một phần đất để làm đường. Trong thời buổi mà tất đất tất vàng, thế nhưng không ít người vì cộng đồng, vì sự phát triển của xã hội đã hiến tặng hàng trăm mét vuông đất để nhà nước làm đường giao thông nông thôn. Chính những việc làm ý nghĩa này đã góp phần làm cho nhiều tuyến đường nông thôn tại các buôn làng Tây Nguyên ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn. Đối với bản thân gia đình chúng tôi cũng đồng tình ủng hộ đối với công tác vận động hiến đất hiến cây để làm đường, để phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa, công tác vận chuyển nông sản. Người dân còn tham gia trong vấn đề là hiến công, hiến đất để mà hỗ trợ cùng chung tay với chính quyền để mà xây dựng nông thôn mới. Và chính cái việc xây dựng nông thôn mới đó và sẽ đóng góp ngược lại là người dân sẽ được hưởng ở những cái vấn đề đấy. Phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên. Tại tỉnh Đắk Lắk, sau hơn 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã đóng góp hơn 3.000 tỷ đồng để cùng nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có 1.200 km đường giao thông nông thôn.